Bắn đâu đây? Lên đồi. Hướng, hướng. Chấn vàng, chấn vàng. Chết rồi. Lên nào. Từ từ. Lên luôn à? Còn nhá. Đâu đây anh ơi? Ngoài bờ tường. Ngoài bờ tường. Đây chỗ này này. Chết bốn thằng ở đây. Chết, chết rồi gì? Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Trên đồi còn không? Không biết đâu. Chỗ em đang vào trong vòng mà. Cũng sát vòng thôi nhưng mà đang ở lưng ở trên đồi. Chỉ bọn ở bên sợ bọn bên sườn bên này thế này. Gần em có tiếng rồi. Đừng đừng đừng, đừng chạy nhiều anh ơi. Chắc là gần em tầm khoảng ngay bên này là có người rồi. Chấm đỏ trước mặt đấy á. Đúng. Nhích phía sau đi. Đang nhìn phía sau mà. Em chỉ sợ bọn phía sau bắn thôi. Lên đâu. Đó. Ơ bên này nè. Ôi. Ôi cứu thôi, cứu thôi, hay quá. Cứu còn mị, không? Cứu mị hết rồi, chết rồi. 2v2. Mẹ nó ném quả flash dỡ mồm mình luôn, sợ thật. Thì em vừa thấy quả flash em chạy đi. Thôi. Nằm xuống ăn nước ăn màu đấy mà. Thì đấy em chạy vào đây ăn mà. An toàn. Nào. Sờ tay vào huy chương bạc rồi đấy. Còn cái huy chương vàng thôi. Giáp đâu rồi? 10 giây. Ôi, em chạy luôn. Tắt chấm đi em ơi, nhiều chấm lắm. À. Where? Đây có một thằng. Ngay chỗ cái G đi à? Đúng rồi. Rồi, thấy rồi. Ngay cạnh nó, bên phải nó. Bên phải. Ơ? Rồi, thằng bên này ngất rồi, còn một thằng bên bên trái thôi. Còn thằng bên trái thôi nhá. Rồi thấy. Em trong vòng. Thằng bên trái ở ngoài bên này.
Ờ em thấy rồi. Cần thêm nết không? Ra nết, ra anh lấy nết này. Không Không cần, không không còn bị cần. cứu. Nó ra cứu bạn. Phệt nết đi. Ai.